Tắt đèn thôi cả nhà ơi. Ngày xưa, ở một tinh cầu xa xôi, có một bộ tộc vô cùng hoang dã và quái đản, mang tên Khô Khò. Đây là chị Tú Béo. Chị Tú Béo là người nắm giữ trong tay cục gạch thần thánh, có thể thu được những tín hiệu của vũ trụ. Tay còn lại, chị nắm giữ đùi gà, bánh kẹo, bim bim, cóc xoài. Có lẽ vì thế mà chị Tú Béo không bao giờ bị stress. Là chị Tú Béo thật là tuyệt. Alo, nhâm 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 nhâm. Còn đây là anh Nhân. Anh Nhân có khả năng lưu giữ thời gian và không gian trong những thước phim. Và anh Nhân rất là đẹp. Anh Nhân có quyền. Hãy thưa anh Nhân. Đây là Chính. Anh Chính không thích ai nói gì về mình hết, cho nên là... Còn đây là Ngọc. Ngọc sở hữu một chiếc hộp có thể đóng băng thời gian và giam giữ lại những khoảnh khắc. Ngọc có một vụ scandal thời thơ. Ngọc rủ bạn treo cây. Bạn ngã. What? Ngọc bỏ chạy. Đừng chơi với Ngọc. Còn đây là Thảo. Thảo học chuyên sinh. Và Thảo đã 23 tuổi rồi, nhưng mà Thảo hoàn toàn không biết em bé sinh ra từ đâu. Quá. Đây là chị Tú Tỉnh. Chị Tú Tỉnh bị ám ảnh về tuổi thơ bị bắt nạt. Chính vì thế, chị Tú quyết tâm phải trở thành một người phụ nữ quyền lực. Chị có khả năng điều khiển những nốt nhạc vào đúng chỗ và chi tiêu những đồng tiền vào đúng nơi. Hãy đi chị Tú nha. Còn đây là gia đình phù thủy nhà Tre. Đây là Bảo Tường Papa. Anh là một phù thủy, có thể biến bất cứ đống hỗn độn nào thành một tác phẩm nghệ thuật. Còn đây là Indie Mama. Chị là một pháp sư điều chế ra thứ nước màu đen thần kỳ, làm thức tỉnh những con mắt ngái ngủ nhất. Và đây là em Tre. Tre 3 tuổi nhưng lại là người có phép thuật mạnh nhất trong gia đình phù thủy. Tre có khả năng biến mọi cơn giận dữ thành từ bi và yêu thương. Nhưng những lời mè nheo của Tre cũng có thể làm tan nát mọi trái tim. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy ba? Sao kỳ vậy nè? Đây là Mai. Mai là người điều khiển gió. Và Mai rất yêu chó. Mai đam mê sống ảo. Mai có khả năng di chuyển mà không cần chạm đất. Đừng bay như Mai. Bay nữa đi Mai. Và đây là Việt. Việt là Lang Y, người Hoa Kỳ. Bố Việt người Thái Bình, mẹ Việt người Huế, nhưng mà Việt lại nói tiếng Châu Tinh Trì. Sao vậy ta? Và cuối cùng là tộc trưởng Lý. Lý là người khôn nhất bộ tộc. Lý tin rằng chỉ cần ngồi im không nhúc nhích và nín chặt cơ mông là sẽ không ai ngửi thấy mùi Lý ị đùn. Đừng bao giờ kể chuyện này ra như Lý. Rồi một ngày, Lý trưởng cảm thấy bộ tộc mình quá khờ
cần phải làm một điều gì đó, cần phải thay đổi, cần phải đưa dân làng đi học lên cái khôn. Lý quyết định tập hợp cả bộ tộc. Abracalana hamana Olo Prata Takalama Rau. Và thế là trên con ngựa sắt khổng lồ, họ lên đường, đem sự khù khờ, tiếng hát, sự quan tâm, sự chia sẻ, đổi lấy cái khôn, niềm vui, những trải nghiệm, thức ăn và nước uống. Câu chuyện xảy ra rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Đó là trên một bàn ăn, tối Lý ngồi ăn với bạn bè và cái ý tưởng mà mình sẽ lại đi xuyên Việt lại nó xảy đến, và quyết định làm thôi. Lúc đầu thì không nghĩ gì nó nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là mình đi rồi mình cũng sẽ hát như vậy. Nhưng mà nghĩ là hát không thì không biết nó có phí hay không. Và từ cái bữa ăn đó, trong vòng 6 tháng thì Lý cùng với mọi người xây dựng kế hoạch và nội dung và hình thành đến các nhóm. Và quyết định là mình sẽ thực hiện một tour xuyên Việt, không phải chỉ là để hát hò, để mà đi hát hay là đi du ca, mà mình sẽ lên kế hoạch và làm nó theo một cái ý nghĩa, theo một cái nội dung là một tour xuyên Việt phục vụ cộng đồng thông qua ba cái chương trình, đó là âm nhạc, sức khỏe và khuyến học. Gái, lớp này em đã 20 tuổi. Dạ. Muốn mọi người dùng khoảng 30 giây. Sức khỏe thì là có việc chịu trách nhiệm chính, thì việc gọi thêm một người nữa để lập lên cái đội của việc.
như cánh buồm chiều cơn gió vút lên, có vết thương 10 năm đứng hình thành vì cơn mưa giông này, có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu xiết bao, có bước chân dài hơn những con đường về nơi tâm vắng. Đối với em có cơ hội để gặp những người để mà chia sẻ một ít kiến thức và trên thực tế thử thử quan tâm cho họ là đáng là có ý nghĩa lắm đối với em rồi. Giống như là em chưa bao giờ có cái kinh nghiệm để mà nói về sức khỏe phụ nữ bằng tiếng Việt, em chưa bao giờ chỉ cách hướng dẫn đánh răng bằng tiếng Việt, mà để làm những cái chuyện này với những đối tượng ở Bắc Trung Nam nó rất là em không biết, nó ngoài sức tưởng tượng của em và nó lớn nhất là một cơ hội để em thử một chuyện mà làm em sợ, làm em lo. Mình không mong muốn là chỉ trong 1-2 ngày mà mình đã tạo dựng những chương trình rất là lớn thì nó không thực tế, và người dân ở đây có khi cũng không thích như vậy đâu. Nhưng mà nếu mà mình đến mang được niềm vui cho họ, mang được một chút kiến thức thì đã là rất là có ích rồi. Không thể đợi đến đây. Xin lỗi. Như lúc ở nhà chuẩn bị thì nhóm khuyến học chỉ tập trung chuẩn bị nội dung dành cho đối tượng muốn đi học đại học. À, em đang học ở Ai Bảo được mấy năm rồi chị? Năm đủ 1 năm đúng không? Tháng 7 năm ngoái mới đỗ, chắc mới đỗ năm ngoái. Đợt cấp 3 là học ở đâu vậy? Học ở huyện. Học ở huyện học giỏi nhỉ, thi được đại học giỏi thế. Dạ. Vì sao em muốn học tiếp? Em muốn học để sau này sống tốt hơn. Tốt hơn. Nhưng mà em chỉ biết ngành gì để phải học thôi đúng không? Vâng, nhưng mà chắc không có điều kiện. Cái mà mình mong mình chuẩn bị ở nhà để mà giúp một đối tượng á thì ở trên này nó ít quá, trong khi cái người mà cần sự hỗ trợ từ nhiều đối tượng khác thì họ lại nhiều quá như vậy. Và mọi người quyết định là mình sẽ mở ra thêm một cái đối tượng mới nữa, một đối tượng khác nữa là giúp cho các em duy trì được việc đi học thôi. Nhà này, thế con nhà bên này là nhà này. Bên đây ở nơi họ làm mua hộp kiểu gì. Cả ngày nữa rồi họ bán lứa rau, lứa rạng, lứa cái chi họ bán hết là họ ngăn thì họ cho, ngăn thì họ bán. Đi nghĩ rằng là một cái nó bất ngờ hơn, nó hay hơn cái mà mình có thể tưởng tượng được trong đầu. Và thực tế cuộc sống nó có những cái nó làm cho mình mở rộng thêm cái khả năng lựa chọn và mở rộng cái suy nghĩ của mình ra như vậy nữa. 2003 mới sinh nhật cháu đúng rồi. Nhưng đi trường mình không đi làm thì mình lao động chính mà không làm thì không được, mà chứ bệnh viện mà mình toàn bệnh mãn thì mà khá lên nhiều bạn bị quá nhiều người ta đuổi về. Nói chung là trong cái điều kiện hoàn cảnh thì hầu như là bệnh mình khá chỉ có 50 con 50 lo mà dỗ để mà làm 2 năm rồi để nuôi con. Đi ngoài giờ, có khi đi ngoài giờ đêm lại đi không ngủ được trưa nữa. Chưa chỉ được. Khu phố 8 số 1. Phường 1. Ở mãi ngoài đi rút ngoài kia nó học ở đấy thì tiền thẻ bảo có tiền học thì đi hái nhiều hái tiền học sẽ là kết nối để hỗ trợ nếu mà khi các em đỗ được vào đại học. 100 tiền gà nếu mà mình cũng không kể đâu, bởi vì nếu mà mình dùng rồi được.
Tú không tưởng tượng được ở nhà là khi mà mình trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi những cái bạn trẻ mà giống như là ở vùng sâu vùng xa hay là điều kiện gia đình khó khăn. Thì mình chưa bao giờ, tức là ở nhà thì mình không có tưởng tượng là khi mình tương tác trực tiếp với họ ấy, thì là lại có nhiều cảm xúc đến vậy. Thực sự là có những bạn khi gặp mình và mình hỏi ra thì họ khóc rồi họ kể câu chuyện của họ. Thì mình thấy rất là xúc động. Thì có những phút mà khi mà Tú ngồi nói chuyện với các bạn thì có cảm giác là mình đang ngồi nghe một người tâm sự về cuộc sống của họ, chứ không phải là mình đang đi phỏng vấn họ hay là đang tìm hiểu hay là đang làm cái công việc của mình nữa, mà hoàn toàn là cái trao đổi giữa hai người thôi. Thì cái phần đấy là Tú rất là có nhiều cảm xúc và rất là thích, là cái mà mình không thể tưởng tượng trước ở nhà là nó sẽ được như vậy. Và cái trải nghiệm đấy là chưa bao giờ trong đời Tú có. Ấn tượng nhất là đi đến nhà, thực ra được có cái cơ hội đến tận nhà của một số các em ở trên vùng núi ở Hà Giang hay là ngay cả ở trong mấy khu vực Tây Nguyên cũng như là Quảng Trị, thì đi đến trực tiếp đến các nhà thì thấy rõ là hoàn cảnh của các em, thấy cảm thấy là rất là khâm phục. Bởi vì với cái hoàn cảnh như thế mà các em đi được, tức là tiếp tục và đi học được thì mình đã thấy là cảm phục rồi. Ở Thủy An thì Lý có ấn tượng một em, đó là em hai bàn tay của em chỉ có ba ngón tay thôi. Nhưng em muốn học nhạc, em muốn chơi organ và em chơi rất là dễ thương. Em mơ ước thành cô giáo dạy nhạc. Thì Lý với chị Tú thấy rất là khó tin mà mình cũng khó xử nữa. Vì theo quan điểm mà mình đi học nhạc á, thì để mà chơi được nhạc và học nhạc và làm cô giáo dạy nhạc á, thì có lẽ là phải cần nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà em thuyết phục Lý với chị Tú rằng là biết đâu em làm được theo cái cách của riêng em. Và khi mà phỏng vấn hồ sơ khuyến học với chị Tú á, thì em ghi rất là rõ nguyện vọng của em là em muốn làm cô giáo dạy nhạc để dạy lại cho những người giống như em. Khi mà mình nghe cái ước mơ đó thì mình vừa vui mà lại vừa buồn. Ai thích dịu dàng? Trời ngắt xanh là cả trên có tâm thực hiện đang có nhé. Đúng rồi đấy. Tôi chỉ muốn gửi thư. Đây là địa chỉ nhà đúng không? Không được chạy nhảy nhiều. Chỉ nhìn anh chiều. À đã. Đối với Tú thì cũng là lần đầu tiên làm việc ngoài viết phối khí, chơi nhạc và biểu diễn với Lý ra thì phải làm giấy tờ với lại chị Tú Béo, rồi phải là lập hồ sơ, rồi phải làm một cái việc nữa là lập hồ sơ khuyến học và phỏng vấn. Thì tất cả những lần đầu tiên đó, lúc đầu thì mọi người khá là lo, nhưng mà may là có nhiều thời gian để chuẩn bị, đến 6 tháng để chuẩn bị. Việc đầu tiên của một cái đoàn khi đến bao giờ cũng là xuống và đi xem là tình hình là mình sẽ biểu diễn ở đâu. Thì cái công việc đó là công việc của anh Tường. Anh bắt đầu anh đi xem hết cả trường và cuối cùng anh hỏi là Lý hát ở trên cái giường được không? Nó nói giường nào anh? Có cái giường đôi đẹp lắm. Nó nói ok, được. Và sau là cuối cùng là anh Tường mang cái giường đó ra và dựng ở một cái không gian mà nó ở phía sau nó là một cái thung lũng, nhìn ra chỉ thấy núi thôi. Thì sau đó đến văn nghệ thì Lý và các bạn biểu diễn cho các em nghe trong vòng hơn một tiếng đồng hồ và các em lúc nào cũng ngồi yên.
ngồi yên và dường như là không phản ứng. Ồ, vậy liệu các em có hiểu hay không? Các em có thích hay không? Sao các em lại không phản ứng nhỉ? Hỏi các em muốn gì các em cũng không nói. Mà khi mà mình đòi về á, mình nói là thôi bây giờ chương trình kết thúc này thì các em không cho về. Tình sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu, vẫn như ta đành thương đành vương đành nhớ thế thôi. Kèm với gió ngược lại thì ở Tây Nguyên thì cũng là những trẻ con như vậy. Và khi Lý đến hát thì các em dễ thương ơi là dễ thương, hát theo, bài nào cũng hát theo. Đến cái bài mà Lý vừa sáng tác luôn, dạy cho các em hát thì các em cũng hát theo luôn. Cái bài mà ôi chúng ta cứ quên đi khi chúng ta bước lên xe. Mai đâu có đi bắt ông trời. Ngọc đang chết trong không gian. Ngọc đang chết trong không gian. Chúng ta cứ quên đi nơi chúng ta bước lên xe. Nơi chúng ta rất là xa. Một lần nữa nào. Các em hát theo không biết các em có hiểu hay không, nhưng mà hát theo rất là dễ thương. Dù các em là ở lại, các em mà không chịu đi về, không biết là vì các em sợ thầy cô hay là sợ mình hay là gì, nhưng mà các em nói là không về đâu, muốn hát nữa. Mặc dù trong lúc mình hát thì các em không phản ứng gì hết. Còn một bên thì trong lúc mình hát các em phản ứng dễ thương, hát theo vui vẻ, hạnh phúc, mặt thì cứ chăm chú. Mà khi mình nói về thì các em đứng dậy về ngay. Nhưng có lẽ là đó là vì mình cứ phải hình dung là nó vui là phải như vậy nè. Nó phải phản ứng theo cái cách mà mình nghĩ mới đúng. Nhưng cuối cùng chuyến đi nó làm cho Lý thấy rằng là không phải như vậy. Không phải lúc nào cũng như cách mình nghĩ mới là tốt. Hay không phải lúc nào cũng như cách mình nghĩ thì mới là hay, mới là vui vẻ. Chưa được. Mảng âm nhạc thì Lý mời chị Tú và Sương Mai cùng tham gia, mà còn có việc nữa, việc là mặc dù học bác sĩ nhưng cũng biết chơi nhạc, kêu flute. Thank you.
miền Trung thì đi qua nhiều nơi như là Vinh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Nhưng mà cái điểm mà làm cho Lý thấy là nó khác nhất, nó ấn tượng nhất thì lại là ở Huế. Cái ở cái nơi đó thì rất là lạ là khi bạn Lý ở tới đó là một nơi để chăm sóc cho những người đặc biệt á, thì Lý và các bạn lại muốn là mình được ở lại đây để được chăm sóc, tại vì cảm thấy là ở đây là cái nơi mà mình cần phải học nhiều nữa. Ở nơi đó nó có một cái vườn rất là to, trồng rất là nhiều rau sạch, có một cái phòng để làm bánh, có một phòng để vẽ tranh, mọi thứ rất là sạch sẽ. Trước khi ăn cơm thì hát bài ca, cùng nhau hát và cầu nguyện và biết ơn bữa ăn của mình. Sau khi ăn xong thì mỗi em đều đứng dậy tự dọn ghế, tự dọn bát. Lý tự nghĩ rằng là ồ, chắc mình phải đi học cái chỗ này. Thì cái buổi tương tác của sức khỏe ở đó gặp rất là vất vả. Thì khi các bạn chuẩn bị một cái chương trình để mà hướng dẫn các em về vệ sinh răng miệng hay là vệ sinh thân thể hay vệ sinh tuổi mới lớn, thì các em hoàn toàn là ở một thế giới khác, cái thế giới của đội y khoa. Và đội y khoa hoàn toàn là cảm thấy là bất lực trong cái việc kết nối được với các em. Thì sau đó thì cuối cùng mọi người nghĩ ra một cách để chơi với các em, là mình phải giống như các em. Hình như là mình giống các em thì mình dễ dàng nói chuyện với các em hơn. Và nó vui, nó rất là vui. Nó đầu ôm nhau. Nhưng khi các em vui quá độ thì các em bắt đầu là quá khích và chuẩn bị cắn nhau. Thì có hai giáo viên đến và nói rằng là thôi giờ chơi hết rồi, bây giờ mình đi ngồi tĩnh tâm. Lúc đó Lý tự hỏi là ủa, ngồi tĩnh tâm là gì nhỉ? Các em này sẽ ngồi tĩnh tâm ư? Thì cuối cùng Lý thấy là các em đi vào một cái căn phòng và cùng nhau nắm tay ngồi thành vòng tròn và ngồi yên xuống đất, hít thở. Mình thấy wow. Đó thì Lý tham dự cái sức khỏe cùng với lại việc với Mai cho vui, thì lại bổ ích cho Lý đến như vậy. Mà lúc đó thì không phải là việc với Mai chia sẻ kiến thức về sức khỏe với Lý nữa, mà chính các em và chính cái đời sống của các em lại chia sẻ cho mình một cái cách nhìn nhận khác về con người, về thế giới và về cái gọi là sức khỏe luôn. Nó rất là đặc biệt. Đối với Lý là đó là cái đêm mà tuyệt vời nhất trong cả chuyến đi luôn. Vì nó tuyệt vời theo một cái cách nó kỳ lạ lắm. Và kết thúc cái buổi diễn hôm đó, kết thúc hoạt động sức khỏe, Lý không biết là các anh chị trong đoàn sao, nhưng mà Lý thì Lý thấy là trời ơi, mình lãi quá à. Quá hạnh phúc đi. Đêm trăng đẹp là chỉ là...
Điểm ở Quy Nhơn thì mọi người hoạt động ở hai nơi, đó là ở một trung tâm bảo trợ những người khuyết tật và ở một cái bãi biển gọi là bãi xếp. Cái thời điểm mà Lý và các bạn biểu diễn nhá, cho người dân làng chài thì là khoảng 5-6 giờ và kéo dài đến 7 giờ, thì đó là cái giờ cơm của bọn trẻ con. Và nó vừa ăn cơm, vừa xem ca nhạc, vừa giành ghế, vừa khóc, vừa cười, vừa uốn nhau với bạn luôn. Em tên gì? Thì lúc đầu khi mà mình chơi nhạc á thì rất là mệt và nghĩ rằng là mình cần phải hoàn thành cho nó xong, mình phải cố gắng hết sức thôi, tại vì mình đã hứa là mình sẽ hát cho mọi người nghe rồi. Sau đó khi mà gần cuối rồi thì mấy đứa trẻ nó cầm tô cơm đến, nó đứng gần cái thúng chài mà Lý ngồi hát á, và nó nói là cô dạy cho con hát cùng với nhau, thì lúc đó mới vui. Dấu sắc không gì như Lý hay là em con không biết, chỉ biết à, em là không biết đúng không? Sách hả? Em tên là Mọc Sách hả? Và các em tập hát với Lý cái bài đi chợ nào cùng chơi trốn tìm, và sau đó cùng hát và vừa hát vừa ăn cơm và vừa đứng ngắm, và còn rủ Lý là thôi mình vậy bây giờ mình chơi trốn tìm không cô. Thì lúc đó thì Lý cảm thấy rằng là nó không còn là một biểu diễn âm nhạc nữa, mà giống như là mình có một cái gì đó mình nói được với lại bọn trẻ con á. Nào cùng chơi trốn tìm, nào cùng chơi trốn tìm, nào cùng chơi trốn tìm, nào cùng đi bắt vàng. Nhiều khi mà những cái người mà Lý hát ở thành phố thì người ta biết mình mà, và họ thuộc những cái bài hát của Lý và hát theo Lý và yêu Lý, thương Lý, cho nên đó là mình thấy cái sự kết nối đó rất là nhanh. Nhưng ở một cái nơi mà mình phải đến, mình chỉ có một tiếng đồng hồ để kết nối với mọi người, thì cái công việc đó quả thực là rất là khó. Và khi mà người ta chịu để mà mình kết nối cùng với họ thì nó rất là vui. Xem thử bên nhà ông Hướng nữa, nếu như mà thích ở ngay gần đây xong rồi sang bên người kia biểu diễn. Bây giờ đi xem chỗ nhà Rông đã, xong rồi xem xã người ta thống nhất thế nào, người ta cho làm thế nào thì lúc đó mình. Cảm nhận của anh về khu nhà tu, anh có theo dõi em fanpage không? Anh có coi, thì thấy chương trình ý nghĩa, phù hợp với lại tiêu chí của nhóm. Ok.
tiêu chí của nhóm thường đi chơi cũng vậy, cũng có những chương trình từ thiện, cũng đi đoàn, mọi người đón tiếp và rất là vui. Thì tới đây là gì là bình thường, mọi người gặp cũng vui lắm, cả nhà lá vườn, cả nhà lá vườn vui vẻ. Yêu thương, thú vị. Vui. Ý nghĩa. Tuyệt. Thì nhanh quá. Hay vẫn như chưa làm gì. Em sẽ tiếc á. Thấy sao sao. Thấy béo béo. Buồn vui lẫn lộn. Sẽ nhớ. Thủy nói câu rồi rồi. Nói câu quá. Em thấy pháo hoa. Cũng thấy tiếc. Tất cả chúng ta đếm xem là quả dây nào sẽ vỡ nhắc nào. 1 2 3. Ở đó là nơi Lý có thể hát được những bài hát buồn. Và các anh chị khi nghe những bài hát buồn thì lại vui. Cái đó Lý không hiểu được. Nhưng mà người ta thích nghe mấy cái bài buồn. Rồi sau đó Lý được hát mấy bài Lý viết cho đoàn. Rồi những người trong đoàn Lý cùng hát với Lý, cùng chơi nhạc với Lý. Những người ngồi ở dưới thì lắng nghe và họ lúc nào cũng cười. Lý dễ thương quá. Làm mình xúc động lắm. Nhìn chị xinh như vậy chắc chắn là nhiều người thất tình. Đúng không? Có anh nào trong nhà máy đây? Để ta lên coi. Những bạn, những em đang đi làm trong nhà máy, học rất là giỏi, có em là đổ đến 2 trường đại học, nhưng mà vì không có tiền đi học, cho nên là phải đi làm, và các em cực kỳ chăm chỉ. Thì lúc đó thì khi mà chị Tú phỏng vấn và kể với Lý thì Lý thấy là ui mình mừng quá. Cái niềm vui mừng mà lớn nhất của nhóm khuyến học khi làm đó, là tìm được một người hiếu học, chứ không phải tìm được một người khó khăn để mà mình giúp họ. Và mình gặp được một cái người mà người ta ham học hỏi và người ta khao khát được đi học ở trong một nhà máy làm từ sáng đến tối như vậy. Thì đó là một cái sự kiện mà với Lý là xúc động.
em xin mời ở các khu khơ đã chạy đâu hết rồi. Là em nhớ là mỗi lần mà em nghe cái bài Em Yêu Bạn Lắm thì em cũng rưng rưng nước mắt, cho nên rất khó tổng kê ra là mấy lần đã khóc. Có vườn trồng hoa và trồng rất nhiều cái cây luôn. Xong rồi là họ sẽ được sống ở chỗ nớ, được trồng cây mỗi ngày. Thì thấy như quá sướng đi. Thiên nhiên cây cỏ nhiều lắm chứ không phải như nhà em. Nhà em chẳng có cây gì hết. Thấy tới chỗ nớ mà thấy mình tội ghê sợ. Nơi chúng ta biết lên xe, nơi chúng ta rất là già. Tại vì 30 ngày bạn lấy quên mất mình bao nhiêu tuổi, mình làm nghề gì, mình có trách nhiệm với ai, mình phải đi kiếm tiền, lấy 30 ngày không dùng ví. Cho nên là ôi chúng ta cứ quên đi, nơi chúng ta bước lên xe, nơi chúng ta rất là già. Đang qua nơi đèo như con rắn đang chơi, đồng như mái tóc đang chúng mình như bánh xe tròn. Băng qua cánh đồng như lưng của ba ba, sóng biển như eo của ma ma, chúng mình như kiến đang bò. Qua tường đang ghé đi đâu kia, cô đứng ngay bên trên đèo, cầm phong sát bên tai nghe, và lơ ngơ đi bắt ông trời, gặp đám chết trong không gian. Mỗi chúng ta cứ quên đi, nơi chúng ta bước lên xe, nơi chúng ta quên đi, nơi chúng ta bước lên xe, nơi chúng ta sẽ là buồn.